Bèo sạt máy trôi trốn xa xôi, em ơi anh vẫn chờ bèo xa trở lại Huế thương bài thơ, đi tìm chiếc nón tìm người đâu đây mang sang mộng mơ. Đi mỗi rồi cùng nhớ về Hà Tĩnh, chứ nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ sông sông La, nhớ biển sông mà quê ta, nhớ cánh đồng muối trắng, chứ tên xấu mà nghĩa nặng. Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều ngôi mơ, rằng có đắng cay nên trời mới có ngọt bùi. Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đồng lúa tô, có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa, Quảng Bình khoan khoan hò khoan bao mến thương, khoan khoan hò khoan. Vâng, mảnh đất Quảng Bình thân thương xin gửi chào hân hoan đến tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày mới thật là bình an và may mắn. Hôm nay là 29 tháng 11 rồi. Như vậy là chúng ta chỉ còn chưa đến 50 ngày nữa là Tết Quý Mão 2023. Tình một năm nhâm dần, dù rất là khó khăn về mặt kinh tế, tuy nhiên thì bệnh dịch cũng đã tạm ổn và chúng ta bắt đầu cho một cái thập kỷ mới phát triển từ năm 2023 cho đến 2030. Công việc của em thì mỗi ngày thì rất đơn giản thôi, chăm hai đứa trẻ, sáng ngủ dậy uống sữa, đưa ăn sáng, cho đi chơi 30 phút một vòng, đi dạo bộ, sau đó về nghe ăn xong rồi xíu nữa bú sữa ngủ, bắt đầu bắt ăn cơm xong ngủ đó, rồi bắt đầu dậy tám rửa rồi đi chơi đó, một ngày là quanh quẩn như vậy thôi. Tình Nghe ơi đó, giỏi lắm, kêu là nghe này. Nghe ơi, ừ nhỉ bạn nghe rất là vui tính đấy. Bạn nghe xin thiếu tháng, chưa đến 8 tháng, xin có 7 tháng 20 mấy ngày, có được 2 ký mốt thôi. Nay chăm chút vuốt ve rồi cũng được hơn 9 ký xíu, 9 ký hơn xíu. Mình bắp thì lớn hơn, mình bắp thì xin đủ tháng nha, mình bắp được 3 ký 350, bây giờ cũng được 14 ký rưỡi. Mình bắp là hôm nay sẽ tròn 29 tháng rồi đây. Tình cuộc sống thì ở Sài Gòn mà tha phương vất vả lắm, thuê phòng trọ ở cho nên là đó, ăn ở nhà chăm con, vay mượn tài chính cố gắng ráng qua vài năm chăm con muộn, rồi bắt đầu lại đi làm ăn, thế thôi.